Vâng ạ, em Thuận, tư vấn bán hàng Salon Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý chị, quý khách hàng nhé. Ngày hôm nay ấy, thì Salon Tuấn Kiệt chúng em vừa có cập bến cửa hàng một siêu phẩm chiếc Lexus LX570 MBS phiên bản nhập khẩu Trung Đông, rất đẹp luôn. Mời quý anh chị, quý khách hàng cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp, cũng như là theo dõi, nếu có nhu cầu thì liên hệ với bên em. Đó. Phần đầu xe nhé mọi người nhé. Ở cái phiên bản MBS ấy, thì bên ngoài ấy, bên ngoài thì nó sẽ là giống với lại cái form và thiết kế trang bị của Lexus LX570 phiên bản Super Sport. Đó, còn khác nhau của phiên bản bản độ MBS thì chỉ khác nhau là ở phần nội thất thôi nha quý anh chị, quý hàng nhá. Vẫn là một cái mặt ca lăng này. Đấy, mạ chrome rất là hầm hố, body kit của phiên bản Super Sport. Đấy, hệ thống đèn pha của Lexus LX570 này, phanh khoảng cách này, camera trong bộ camera 360, đấy, cảm biến xung quanh xe, xe có rửa đèn pha nhá, la răng là 21 inch nhá, đa chấu này, đấy, rất là đẹp đúng không ạ, rất là đẹp và sang. Xe sử dụng giảm xóc bóng hơi lưng hạ gầm, có thể lưng hạ cao thấp của chiếu sáng gầm xe nhá. Đây, có xi nhan tích hợp trên gương này. Đó, camera trong bộ camera 360. Gương là có tích hợp cả đầy đủ sấy gương, sấy kính cũng như là cảnh báo vật trên gương. Tất cả các cánh cửa thì đều có key let go mở cửa nha quý anh chị, quý hàng nhá. Super Sport Lexus LX570. Rất đẹp đúng không quý anh chị, quý nhà. Đó. Sơn rất bóng và sáng, xe được phủ lên mình một lớp ceramic. Đấy, rất là bóng và sáng. Một chiếc xe cao cấp và sang trọng. Đây mọi người cùng đi ra bên ngoài và tham quan cái khu vực đằng sau của chiếc Lexus LX570 Super Sport phiên bản độ MBS. Đây. Đèn này, full LED này. Full LED này, Super Sport này, Lexus LX570 này. Bên này thì sẽ thêm một cái logo của MBS nhé. Quý anh chị quý hàng nhá. Ở đây còn có móc kéo để kéo rơ móc đằng sau nhá. Rất đẹp đúng không mọi người. Cốp mở điện nhá. Đó. Rất đẹp đúng không ạ. Rồi. Đóng điện này. Về phần cốp này không có gì phải trình bày quá nhiều. Thực ra thì ở cái phiên bản MBS ấy thì nó là 4 ghế. Đây em mời quý anh chị quý hàng vào theo dõi và tham quan ngay cái không gian nội thất. Đây em sẽ ngồi lên và em sẽ đây nhá mọi người nhá, phiên bản ghế độ MBS này rất là tuyệt vời luôn, có bằng điều khiển ở đây này, điều khiển điều hòa này, đó trong này là hộp ghế đồ này, đó em sẽ bật luôn đây. Xe có trang bị rèm che chắn nắng nhá, loa âm thanh 19, loa Mac Levinson rất hay luôn. Đây màn hình mọi người này. Đây, màn hình còn mới chưa chưa được sử dụng luôn nhé, vẫn đang bọc bảo vệ này, rất tuyệt vời đúng không quý anh chị nghe. Đây điều khiển điều hòa này, đây còn đây là điều chỉnh, ngoài cái việc là điều chỉnh ghế chỉnh điện ở bên hông thì chúng ta còn có thể điều chỉnh massage này, cũng như là đây nâng hạ cái phần body ngoài này. Đó đó, còn đây này bơm lưng này, bơm lưng này. Đó, tuyệt vời chưa ạ? Đây là bơm hông nhá. Hai bên hông ghế này. Đó, rất là tuyệt vời. Thì có cả đèn viền nội thất nhá. Lên cả đèn viền nội thất này quý anh chị quý hàng nhá. Đó, tuyệt vời chưa ạ? Ghế ngồi rất là êm luôn, tựa đầu rất là êm. Đầy đủ sấy, sưởi và massage cho tất cả các ghế. Bên cạnh phần ghế này, của tất cả các ghế thì đều được trang bị một cái bảng điều khiển như thế này. Đây, ghế này chúng ta cũng có thể chỉnh được. Đó, cũng gần ngàn nghiêng và chỉnh lên thì xuống được. Đó rất là tuyệt vời. Thực sự luôn là quá là mê mệt trên chiếc 570 MBS này luôn. Đây, vào tham quan ngay với em. Ghế chỉnh điện rất là nhiều hướng. Đó, và cũng có sấy sưởi và massage tính năng tương tự như ghế đằng sau nhá, như ghế phía đằng sau. Đó, xe cũng cụm điều khiển này. Đấy, có rất nhiều chế độ lái và
có dầm sợ bóng hơi lưng hạ gầm có thể lưng hạ được. Ở trong này sẽ là một cái tủ lạnh nhá quý anh chị quý hàng nhá. Đó, một cái tủ lạnh có thể bật tắt ở đây. Đó, tuyệt vời chưa? Có phanh tay điện tử auto hold hỗ trợ dừng đỗ, vô lăng này, ốp gỗ Shimamoku, có lẫy chuyển số thể thao, có đàm thoại dừng tay, điều khiển giọng nói, phanh khoảng cách, cảnh báo trật làn, ga tự động, nó rất là tuyệt vời, đèn gạt mưa, tất nhiên là auto tự động. Đó, và HUD trên kính, đồng thời có chức năng tự động hạ gầm khi mà mở cửa xuống xe nhá. Ghế hàng trước thì có nhớ ghế 3 vị trí như quý anh chị quý hàng nhá. Áp dụng cho ghế lái. Đây. Xe đã được nâng cấp cửa hít nhá. Xịn sò được chưa? Đây này. Đó, tuyệt vời cho quý anh chị quý hàng. Tem mác còn đủ cả nhá. Thực sự luôn là quá tuyệt vời, động cơ 5.7 lít hút khí tự nhiên cực kỳ bền bỉ tiết kiệm. Đó, đây được coi là chiếc xe giữ giá nhất mọi thời đại. Đó, an toàn bền bỉ. Chiếc xe này Tuấn Kiệt Auto đang bán đến quý anh chị quý khách hàng với mức giá 9,2 tỷ đồng. Quý anh chị quý khách hàng có nhu cầu về mẫu xe này thì có thể nhấc máy liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại 0912669955 gặp anh Tuấn, hoặc là em Thuận 0337904888. Giao dịch xe trực tiếp tại Salon Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Cam kết với quý anh chị quý khách hàng xe không đâm đụng, không ngâm nước. Nguyên bản từng chi tiết, máy móc, khung sườn, động cơ, hộp số. Đó, hỗ trợ trả góp lên đến 70-75% giá trị xe cho quý anh chị quý khách hàng. Xin cảm ơn quý anh chị quý khách hàng đã theo dõi video của em ạ. Kính chúc sức khỏe đến quý anh chị và quý khách hàng, cũng như là hẹn gặp lại mọi người ở một ngày gần nhất để giao dịch cho chiếc xe này nhé.